Hello, lại là Tuấn Hải Dương đây anh em ơi. Hôm nay về cho anh em một con hàng cực kỳ chất lượng anh em nhé. Con này thì thực sự săn rất là nhiều rồi mới bắt được anh em ạ. Đây anh em này. Con này thì khi mà trước khi thay lông ấy, em đã test dãi giật rất là nhiều, toàn dãi trên 2 tiếng đến trên 2 tiếng rưỡi rồi anh em ạ. Đây, hàng rất là ok anh em nhé. Nhưng cái đợt đấy thì lúc nó chưa thay lông thì gạ mãi người ta không bán, thì đợt này người ta có việc thì người ta mới bán cho anh em, bán cho em Tuấn Hải Dương. Con này thì nó đang thay được tầm khoảng 70% lông rồi anh em ạ. Nó chỉ cần chút một loạt lông nữa là xong thôi anh em nhé. Chút một loạt lông mềm nữa là xong. Còn cánh đuôi và mào mặt xong hết, gần xong hết rồi. Mào đang ra, mặt đang ra hết rồi anh em ạ. Con này thì hàng rất là ok, đang thay lông nhưng em test chơi vẫn rất là ngon luôn anh em ạ. Sáng nay em test chơi vẫn ché rát rạt luôn anh em nhé. Bộ rất là đẹp luôn, trường chim anh em ạ. Con này thì mào đinh đá anh em nhé. Gốc mào dày anh em ạ. Mào những cái thứ thì đảm bảo cho anh em, vì con này nó đang ra giả mà con chim em biết rồi nên anh em hoàn toàn yên tâm nhá. Đây em sẽ quay clip test luôn cho anh em ơi, hàng đảm bảo cho anh em nhá, cực kỳ hợp lý luôn anh em ạ. Đây anh em ơi, em sáng nay em test chơi rất là ok luôn anh em ạ. Con này chơi nó cực kỳ chén luôn anh em nhé. Anh em phải hiểu không? Đang thay lông, tầm lông này thì đa phần là con chim cũng không có lửa anh em ạ, mà con này chơi rất là ok luôn. Con này thì còn lông người nữa anh em ạ, nó sẽ xuống một loạt lông người nữa thì nó mới hoàn thiện lông anh em nhé. Còn lông đuôi, lông cánh này, lông mào, lông mặt này nó đang ra hoàn thiện rồi anh em ạ. Còn mỗi lông người thôi anh em nhé, chút mỗi lông người là ok rồi anh em ạ. Thì đợt trước thì em gạ nhiều lắm anh em ạ, nhưng người ta không bán. Đợt này người ta công việc thì người ta xuống bảo bán, thì tính em thì cái tính như là em vẫn xuống em test lại Hà Nội em mới bắt anh em ạ, vì nhiều khi không may con chim làm sao người ta mới bán này. Nên là tính em kỹ tính là về em xuống em vẫn phải test, đang thay lông em vẫn test chim xem nó có chơi đạt không em mới mua. Con chim rất là ok anh em ạ, chim em đã test rồi nên anh em hoàn toàn yên tâm. Lúc trước khi thay lông nó toàn dãi trên 2 tiếng luôn anh em ạ, 2 tiếng 2 tiếng rưỡi vô tư luôn anh em ạ. Một con này lết rất là hay anh em ạ. Về em tắm rửa em cho ra cái lồng bốn cầu góc này, lồng sinh bốn cầu góc này, nết nó lật vắt chơi cũng rất là ngon luôn anh em nhé. Mà đây em vừa mới thay lồng anh em ạ, đây là vừa thay lồng xong. Đấy, rất là ok luôn anh em ạ. Con này nhảy cực kỳ dẻo chân luôn anh em nhé, mặt mũi cực kỳ dữ luôn, bóng bộ đẹp anh em nhé. Con này thì đảm bảo cho anh em là lông mỏng anh em ạ, vì con chim nó đang thay nốt cái lông người đấy anh em, nên là lông nó không được ôm cho lắm. Để với cả người ta chim của dân người ta cũng không được chăm như anh em mình đợi anh em ạ. Lông các lông kia khá là ok rồi, khá là ngon lành cành đào rồi anh em ạ. Anh em về chăm thêm là ok. Con này thì màu đinh đá lên anh em nhé, gốc màu cực kỳ dày luôn, đảm bảo cho anh em con này lực cực kỳ khỏe anh em ạ. Con này bồi già lên chim 2,5 vụ, thuần tầm khoảng 80% anh em nhé, rất là vừa tầm chơi luôn anh em ạ. Đang thay lông anh em nhé, chứ không phải là lông nó xấu đâu, còn chút nốt lông người là xong rồi. Con này thì tại em Tuấn Hải Dương giao lưu luôn cho anh em với giá là 5,8 triệu anh em nhé. Nói chung giá này thì khẳng định cho anh em là giá lúa non rồi, giá về anh em chăm thêm lông rồi. Còn khẳng định cho anh em nếu mà để con này chăm xong lông thì không bao giờ dưới tầm 8 triệu anh em ạ. Thì con này chim chơi rất là hay, con chim trước em test một con chim này chơi rất là ổn định luôn anh em ạ, nết rất là hay luôn. Con này cực kỳ nhạy ché anh em nhé, không một tần lỗ nhỏ luôn anh em ạ, móng bộ cực kỳ đẹp anh em ạ. Sáng nay em test nó gần một tiếng đấy là em thôi nhá, gần một tiếng là em thôi không test nữa, vì con chim nó đang dở lông mình không nên test sâu anh em ạ. Mình còn chim thì nực niếc các thứ thì đợt trước thì em đã test rồi nên là hoàn toàn yên tâm anh em nhé. Này hàng cực kỳ tiềm năng cho anh em rồi, anh em nhìn ngoài thì mặt mũi cực kỳ đẹp luôn, mặt dữ dã man luôn, mắt lồi mặt dữ anh em ạ. Con này thì hàng cực kỳ tiềm năng rồi, anh em hoàn toàn yên tâm về thi thố được anh em nhé. Một chim em đã test rồi mà anh em hiểu, tầm lông này mà nó vẫn chơi như này là quá là ngon rồi. Sáng em khẳng định cho anh em là em test nó chơi căng hơn rất là nhiều, mà nó ché nhiều luôn anh em ạ. Đây em quay chiều muộn cho anh em này, em vẫn test thêm một chút nữa cho anh em.
anh em nuôi cho yên tâm anh em ạ. Đấy anh em cũng chơi căng nữa, còn ra đuôi luôn anh em ạ. À quá là ngon cho anh em, phải chăm thêm anh em nhé. Còn này anh em nghĩ anh em chăm lông tầm 1 tháng nữa là ngon rồi, chưa đến tháng nữa đâu anh em ạ, vì nó chỉ cần chút lông người nữa là thôi rồi, là xong rồi anh em ạ. Con này lửa thì tầm bây giờ nó có lửa rồi nên anh em nuôi không phải lo vực lửa anh em ạ. Anh em cứ chăm lông đều tay là con chim nó tự khắc nó chơi thôi anh em ạ. Đây, cứ con chim mà đang thay lông mà nó vẫn đạt lửa như này là ok anh em ạ. Nó gần hoàn thiện lông mà đạt lửa như này anh em chăm nó rất là nhạt, nó không phải cầu kỳ gì đâu anh em ạ.